Chào anh em đang xem miền Tây Sula ha. Bữa nay là ngày 12 tháng 8 2024. Thì các anh em thấy cái này quen phải không? Chắc chắn là các anh em thấy cái máy này nó rất là quen. Trước giờ em có bán cách đây khoảng gần 2 năm. Em bán con bố quơ ớt này chắc cũng được cả gần 100 con anh em. Rồi em ngưng qua em bán mấy cái loại khác. Thì con bố quơ ớt này chú Trí ở Đà Nẵng gửi vào. Trí ở Đà Nẵng. Thì hồi đó chắc chú mua của em đó. Chắc là vậy rồi. Tại vì cái tem này chỉ có em dán như vậy thôi. Chứ người ta không có dán như vậy. Dân mà dân chuyên nghiệp á anh em, người ta đâu có dán gì đâu. Mà người ta tháo ra. Đây nè. Để em tháo cho mọi người coi cái chữ bố quơ ớt ha. Chỉ có em mới dán tầm bậy vậy nè. Cho nên là hàng của em nhìn em biết liền. Cái này mình gỡ miếng keo ra nha. Em đang quay em gỡ sợ nó bị ấy, nó không đẹp. Nhưng mà mình gỡ miếng keo ra nó sẽ còn chữ bố quê ớt rất là đẹp. Còn này em dán luôn miếng keo em để luôn. Và chú Trí từ đó tới nay đem về xài cũng để im vậy luôn. Thì bữa nay chú mua con Lumentri 5,5 kg. Chú gửi mình thanh lý con này để trừ tiền lại. Thì cái lý do này cũng như là rất là nhiều anh em khác cũng sử dụng lý do này. Có nghĩa là chúng ta mua con lớn thì chúng ta đem con nhỏ tới chúng ta trừ tiền lại. Nó đơn giản như vậy. Bên em nó có cái chế độ lạ vậy đó mọi người. Không biết ở những anh em khác bán online có không mà em có cái đó hay lắm. Thu cũ đổi mới ha. Đó. Trừ tiền lại. Thì hiển nhiên mình xài cũng lâu lắm rồi. Hơn 1 năm gần 2 năm rồi thì nó sẽ bị mất giá rất là nhiều. Còn mất giá hiện tại bao nhiêu thì tùy thuộc vào con. Ví dụ con này đi. Con này chú Trí xài nha. Mới tin luôn nha. Không có bụi bặm luôn anh em. Cái mạch in hồi nãy mình có lén lén mình nhìn ở trong mạch in nè. Cái mạch in không đóng bụi luôn. Những con ốc tán này không xét luôn. Không biết sao mà hay dữ vậy trời. Lâu lắm rồi nha. Mạch in là anh em thấy không? Không hề có bụi luôn. Nè mình quay gần cho anh em coi mạch in nè. Đó cái mạch in bên trong ha. Đó, mạch in là không nhìn thấy bụi trong mạch in luôn anh em. Không biết chú để ở đâu mà nó không hề có bụi. Thì cái con máy này nó không có ấy nha. Có lọc bụi. Đó nhưng mà nó không có bụi trong máy luôn á. Nhiều khi chú để trong cái thùng á anh em. Trong cái thùng á bọc kỹ á. Rồi nó không có dơ luôn á. Đó, nhưng mà nó có cái dấu là đã mở rồi, đã mở ra rồi. Có thể chú mở ra chú vệ sinh quạt hay là này kia đó, tại vì chạy lâu ngày. Thì cái mà hư đầu tiên là hai cái quạt mọi người. Hai quạt không phải nó hư mà nó báo lỗi. Thì có thể người ta đã mở ra và người ta chỉnh lại. Chứ còn mà hư thì mình nghĩ chắc chưa hư đâu. Tại vì chú chưa có liên hệ với mình sửa cái con này lần nào cả. Đó thì bữa nay mình đó mình có con này. Anh em nào lấy thì mình để cho anh em cái giá là... Đâu con này bây giờ bao nhiêu? Con này là con bố quơ ớt anh em. Con này là con 3.200, kích đầu ra là 3.000. Lắp được 3 cái pin MBT80A. Điện áp sử dụng là từ 90 tới 450V. Ha, hệ ắc quy là hệ 24. Đấy. Thì nó cũng như mấy con trước đây, chúng ta để lại giá là 3.3 triệu bao ship nha. 3.3 triệu bao ship. Riêng con này nó rất là mới. Rất là mới nha. Ốc này là cũng không xét luôn. Nè, ốc không xét luôn. Ốc mới tinh ha. Nè quay gần cho mọi người coi con ốc nè. Đấy. À, chúng ta có thể xem. Ở trên vậy nè, mặt trên như vậy nè. Mặt trên, mặt dưới, bốn mặt đều như nhau. À, mới tin luôn ha. Này là mình không có chùi luôn á. À, chú gửi vô thì chú gửi cái thùng mốt này. Đó, cái thùng mốt này. Nè. Đó, thùng mốt á. Thì thùng mốt đó nó cũng uy tín lắm nha. Đó, người ta có kê lót đồ tùm lum hết á mọi người. Đấy. Thì hồi nãy giờ cũng test rồi. Con máy này nó có hai chế độ thôi chứ không phải ba chế độ. Con máy này là ớt UB hoặc là ớt BU. Có nghĩa là ở trong trường hợp nào thì cái tấm solar cũng được ưu tiên đầu tiên. Đó, mình đang cài ở chế độ ớt UB rồi lúc nãy có đổi qua ớt BU. Thì chế độ nào nó cũng hoạt động như mới nha. Đang hoạt động như mới. Rồi thì video ngắn như vậy thôi. Mình có nói anh em thấy nè, tấm solar nè, ắc quy nè, điện AC220 nè. Điện đầu ra thì mình không có lấy. Đó thì kết nối máy chạy êm ru ha. Nãy giờ chạy không có vấn đề gì hết. Cũng lâu rồi. Đây nè màn hình nè. Đấy. Ở đây mình đang chọn chế độ là ớt UB nha. Ớt UB. Máy chạy chuẩn chỉ nha. Thì anh em nào cần mình sẽ để cho anh em cái giá là 3.3 triệu bao ship. Rồi video mình tới đây hết nha. Quay ngắn thôi tại vì con máy này bình thường. Gắn vô chạy bình thường không sao hết. Đấy. Còn cái vấn đề mới thì con máy này rất là mới nha. Rất là mới. Anh em có thể chọn lựa. Thôi mình xin chào anh em nha. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau.